Em nhỏ này đang điên cuồng nhét giấy vệ sinh vào miệng nhưng vẫn không ngăn được tiếng chó kêu phát ra. Trong lớp học, em cố gắng bịt miệng lại nhưng vẫn không bịt được. Giáo viên mắng em, bạn học cười nhạo em, rất nhanh em bị ép thôi học. Trước lúc đi, một đám học sinh nam còn bắt chước tiếng chó kêu của em. Từ nhỏ em đã mắc hội chứng Tourette bẩm sinh. Bệnh này sẽ thường hay phát ra tiếng kêu lạ, nhưng thượng đế cũng mở ra cánh cửa khác cho em. Sau khi trưởng thành, cô trở thành một thạc sĩ song bằng, nhưng ước mơ lớn nhất của cô là trở thành một giáo viên. Nữ chính ứng tuyển nhiều nơi, bị 18 trường từ chối. Cuối cùng sau 5 lần nộp đơn xin, trường cũ của cô đã nhận cô. Đây là một trường chuyên mà nữ chính được phân chủ nhiệm lớp kém nhất. Học sinh đều nghỉ học cả rồi, bởi vì giáo viên thứ 7 của lớp này vừa bị chọc giận rời đi. Đám học sinh hư nổi tiếng này đã đánh cược cô giáo ấp úng mới đến không gắng nổi một tuần. Hôm sau, nữ chính hào hứng đến lớp, quả nhiên còn chưa nói lời nào, đám học sinh hư đã vừa hát, vừa cười nhạo bệnh lạ của cô. Ai ngờ nữ chính không những không nổi giận, còn vỗ tay vui vẻ theo nhịp của họ. Đám học sinh hư ngây người, đồng loạt dừng lại. Tiếp đó, cô lấy ra 100 tệ, cũng cược theo, cô cược cô sẽ không rời đi. Nữ chính quay lên bục giảng, chuẩn bị giảng bài. Lại thêm một cái bẫy của đám học sinh hư, ván cược này bắt đầu rồi. Hôm đó, đám học sinh lén để một chậu đá khô. Cô vừa quay người mới phát hiện ra chẳng còn mớ học sinh nào. Tiếp đó họ khoét rỗng viên phấn, cạo thuốc nổ ở trong que diêm ra, nhét từng chút vào trong viên phấn. Kết quả hễ khi dùng đến phấn. Sau khi tan học, họ dán thông tin cá nhân của cô khắp nơi, hại cô bị đám đàn ông lạ quấy rối. Sau đó họ lại lén hút trộm xăng trong xe máy của cô, kết quả đi được nửa đường thì chết máy. Đối diện với mấy trò quậy phá như vậy, nữ chính không hề trách họ mà còn đi vào nội tâm của họ. Hóa ra đám học sinh này sống ở khu ổ chuột. Họ cũng đã từng thử hòa nhập với học sinh giỏi, nhưng đổi lại là ánh mắt ghét bỏ của đối phương. Giáo viên cũng coi thường mới khiến họ trở nên ngỗ ngược như vậy. Hôm đó, đám học sinh hư cho thuốc nổ tự chế vào trong thùng, lại nhét thật nhiều bóng vào. Cô giáo vừa đến, trong thùng bốc khói lên ngùn ngụt. Mấy quả bóng nhỏ nảy lên đã làm vỡ cửa kính. Lần này chọc giận hiệu trưởng rồi. Ông muốn đuổi học đám học sinh này. Đám học sinh hư này mới ý thức được lần này chơi lớn rồi. Lúc này, nữ chính bước ra, nói là họ đang làm thí nghiệm. Lần đầu tiên, đám học sinh hư cảm nhận được sự ấm áp của cô giáo. Họ được tha. Nhưng đổi lại, cô giáo đồng ý với hiệu trưởng trong kỳ thi cuối kỳ vào 4 tháng sau. Đám học sinh hư này nhất định sẽ thi được trên 90 điểm. Quay về phòng học, nữ chính dùng phấn gạch lên bảng thành hai tiếng chói tai, lại bẻ gãy hai viên phấn. Kết quả không còn tiếng xước nữa. Cô đang nói cho đám học sinh hư biết, chỉ cần các em bằng lòng thay đổi một chút thôi, sẽ không còn trở thành tâm điểm thị phi của trường nữa. Tiếp đó, cô nói, nếu như các em muốn làm lại từ đầu, 9 giờ sáng mai, đến lớp đúng giờ. Hôm sau, nữ chính sốt ruột ngồi trong lớp học đợi một hồi lâu, không có ai đến. Cuối cùng, cô quyết định từ bỏ, nhưng đột nhiên có một em học sinh bước vào. Sau đó, cả lớp đều quay lại lớp học. Một học sinh nam đến trước mặt cô, trả lại tiền cho cô. Ván cược này, nữ chính đã thắng. Đám học sinh này cuối cùng cũng chấp nhận cô giáo tàn tật này. Nhưng rất nhanh, cửa ải đầu tiên xuất hiện, nghèo. Hôm đó họp phụ huynh, nữ chính ngồi trong lớp học trống rất lâu, nhưng không đợi được phụ huynh nào đến. Cô quyết định đích thân đến khu ổ chuột thăm. Gặp được học sinh đầu tiên, em đang đi tranh nước. Em xách thùng nước, nối đuôi vào hàng người xếp hàng dài. Nước vừa mở ra, cả đám nhào lên. Cô giáo tiếp tục đi thăm, một em khác kiếm tiền sinh hoạt thông qua đánh bạc, em tiếp nữa đang bán rau giúp mẹ, em cuối cùng đang vá xăm xe ở tiệm. Hóa ra cuộc sống của các em học sinh không hề dễ dàng. Hôm sau lúc vào học, nữ chính gọi cậu học sinh hôm qua đánh bạc ra, hỏi cậu 15 người ở đây, mỗi người kiếm được 8.000, một tháng sẽ kiếm được bao nhiêu? Cậu lập tức nói luôn 120.000, cậu tính còn nhanh hơn cả máy tính, thế mà môn toán lại được trứng gà. Tiếp đó, nữ chính thông qua việc quan sát hôm qua, chỉ ra thiên tài của từng học sinh một. Nữ chính có sở trường phát hiện ưu điểm của học sinh, cũng thành công để đám học sinh hiểu được. Người nghèo, chí không nghèo. Nữ chính bảo học sinh viết tất cả những điều không vui vào một tờ giấy, gấp thành máy bay rồi lên sân thượng ném đi, để các em hoàn toàn buông bỏ việc oán trách cuộc sống. Lần này, họ không còn tự tin nữa, toàn sức cố gắng vì kỳ thi cuối kỳ. Cách dạy của nữ chính vô cùng đặc biệt. Buổi sáng, cô vừa ném trứng gà vừa điểm danh. Học sinh ăn được trứng gà hiếm có. Nữ chính cũng nhân đó gợi ra kiến thức vật lý cần giảng. Tiếp đó, cô lại đưa học sinh đến sân bóng rổ, thử diện tích và trọng lượng của quả bóng, còn viết công thức lên sân bóng để các em có thể học kiến thức thông qua việc chơi đùa. Sau khi tan học, cô cũng hòa nhập với học sinh, đưa học sinh đi ăn kem, ăn nhiều món ngon. Cách dạy học vui vẻ của nữ chính khiến học sinh ngày càng trở nên hứng thú. Họ tiến bộ siêu nhanh. Hôm đó, đám học sinh hư này đến phòng thí nghiệm. Học sinh giỏi đang chuẩn bị mô hình tham gia thi đấu toàn quốc. Một học sinh giỏi đã cười nhạo họ. Nhưng một em nữ trong đám học sinh hư lạnh lùng chỉ ra, tấm pin trong mô hình đã đặt sai vị trí, phải là nghiêng 19 độ. Tiếp đó, lại một em nữ nữa chỉ ra chỗ sai ở công thức trên bảng. Bên khác,
Một nam học sinh hư lấy ra một lọ keo, nói là dùng nó dính sẽ tốt hơn. Đám học sinh hư thông minh ngoài tưởng tượng. Nhưng đột nhiên, giáo viên của học sinh giỏi bước vào. Ông hỏi, keo này lấy ở đâu ra? Nam học sinh hư trả lời thành thật, cái này là keo dùng để vá xăm của nhà. Thầy giáo châm chọc, em đúng, chỉ là thích hợp vá xe. Lời nói của thầy giáo như con dao chọc vào tim cậu, cậu bực bội rời đi. Nhưng thầy giáo không ngờ rằng, ông đã chọc vào học sinh ngỗ ngược nhất. Hôm đó là cuộc thi đấu toàn quốc, học sinh giỏi nhiệt liệt giới thiệu mô hình của mình. Đột nhiên, mô hình bắt đầu bốc khói. Tất cả mọi người đều ngây ra, học sinh giỏi cũng thua cuộc thi. Rất nhanh, thầy giáo phát hiện ra một cái lọ, chính là lọ keo đó, là của nam học sinh hư kia. Ông nổi giận đùng đùng đến lớp học, nam học sinh hư chủ động đứng dậy thừa nhận, còn khinh miệt nói. Hy vọng không chọc vào lòng tự tôn của thầy, thầy giáo bùng cháy, hỏi còn ai tham gia nữa. Bạn bè tốt của nam học sinh hư đứng dậy, tiếp đó cả lớp đều đứng dậy. Họ rất ngỗ ngược nhưng cũng rất đoàn kết, nhưng kết quả cũng khiến nữ chính rất đau lòng. Cô dùng chút trách nhiệm cuối cùng, xin hội đồng đừng đuổi học đám học sinh. Cô thành công, nhưng trước kỳ thi cuối kỳ, đám học sinh hư không được đến trường nữa. Nữ chính kìm nén nước mắt, bỏ đi. Cảm xúc của cô ngày càng kích động, co giật, điên cuồng. Cô bực bội đập vào lưới sắt, rất đau khổ. Không phải đau khổ vì không chữa được bệnh này, mà đau khổ vì không trị được đám học sinh hư này. Ở nơi khác, năm học sinh hư mắc lỗi đến gặp các bạn. Cậu biết bản thân đã sai, các bạn đều chạy đến ôm cậu. Đám nhóc này tuy đã mất đi tấm áo trắng, nhưng cũng đã được một bài học trưởng thành. Hôm sau, nam học sinh hư tìm đến nhà cô giáo. Cậu xin lỗi vì hành vi của mình, còn lấy ra một chiếc máy bay giấy. Trên đó viết đầy những điều không vui của cậu. Hóa ra hôm đó, cậu không hề ném chiếc máy bay giấy đó đi. Cậu vẫn luôn sống một cách tự ti. Giờ đây, cậu bằng lòng phóng nó đi. Cậu cầu xin cô giáo tiếp tục làm kim chỉ đường cho cuộc đời cậu. Những lời này khiến nữ chính bật khóc. Cô quay lại với đám học sinh. Đám học sinh cũng càng cố gắng học tập. Học bên bờ biển, bên vỉa hè. Học dưới đèn đường, trên nóc nhà. Cô giáo cũng đem bài giảng đến khu ổ chuột, truyền kiến thức cho các em, thậm chí còn đưa đám học sinh đến nhà phụ đạo, còn tặng sữa cho họ. Đám học sinh hư ôn tập một cách đầy tự tin, cho đến trước kỳ thi một ngày, bất chắc vẫn tìm đến. Bảo vệ trường tìm được nam học sinh hư, đồng thời đưa đề thi ngày mai cho cậu. Nam học sinh hư hưng phấn, cầm đến cho bạn bè xem, lần này nhất định không để cô giáo thất vọng. Nhưng bạn bè không hề ủng hộ cậu, mà còn chỉ trách sự không thành thực của cậu. Họ cầm lấy vở bài tập lần lượt rời đi. Hôm sau kỳ thi đến, nam học sinh hư đột nhiên nhận ra cậu bị chơi một vố rồi. Đây hoàn toàn là một đề kiểm tra khác, cậu chỉ đành cắn răng làm. Rất nhanh đã có kết quả thi, nam học sinh hư đạt. Không chỉ vậy, tất cả học sinh của lớp cá biệt đều qua. Họ đã hoàn thành sự thay đổi đầu tiên trong đời. Nhưng rất nhanh có giáo viên tố cáo với hiệu trưởng, nói đám học sinh này gian lận. Người tiết lộ chính là bảo vệ của